Đến với kênh Mai Vàng Không Nghĩ của mình anh em. Hôm nay mình tiến hành giao lưu với ông anh một cây mai. Ở cây mai mình trồng đây là mình cũng có sự rễ ok nha anh em. Cây mai này thì nó cao tầm khoảng 3 mét anh em. Nói chung là tàn rễ đều đẹp, tại nó nằm ở trong kế nhà nên cái tàn nó bắn ra không mạnh anh em. Anh em thấy cây mai này về cơ bản nè. Về bộ đế anh em. Mình chuẩn bị bứng lên. Mình chuẩn bị bứng đi giao lưu nha anh em. Nếu rảnh chiều mình sẽ tiến hành sửa luôn. Sửa cái này luôn. Mình coi đế nè. Nè, dưới lại mình chứng minh cho anh em thấy nè, anh em nói mà cây mai quấn rễ mà thường là trồng nó chậm lớn hơn, nó xiết này nọ, anh em thấy nè, cổ tay mình nè bự hơn nữa. Nó mình nhớ là không có cái nhỏ đâu nha anh em, chứ là anh em sửa rễ đẹp hay không thôi. Cái cây nào nó cũng mình chăm theo cách kỹ là cây nào cũng nhanh lớn hết, không có nào chậm đâu. Cây này thì nè, hồi sáng giờ mình cũng bo tàn kỹ hết rồi, bo trước khi bứng á. Cái clip sau mình sẽ làm cái sửa tàn của cây kia, tại này giao lưu mà không biết tây chiều có mưa không nên mình bứng trước đi cho an toàn. Giá thì bí mật nha anh em, tại thường là cái ở vườn của mình á, ai giao lưu với mình thì mình sẽ bí mật cái giá để sau này anh em có giao lưu với anh em khác nữa vẫn ok. Cái này mà kêu mình công khai, công khai sao được, không khai thì nữa cây mai của anh em khác rồi, người ta muốn giao lưu lại khó là sao. Bây giờ mình sẽ cái mặt cho anh em mình sẽ đào. Thường mấy cái mai này mình trồng đất á, lâu á đế nó lực hết rồi nên mình không cần thiết phải đào cái mô bự như những cái cây mai kia. Những cây mai kia đào mô rất bự nên nè, nhưng mà kia rễ nhỏ không à. Cây này thì nuôi nó rễ năng qua tới đây luôn nè. Mấy cây nói chung là mấy cái này dễ bứng, nhưng á thường là mình nói là không dám bứng á, cây này chắc bứng đem về trồng liền mà xưa gái trồng liền anh em. Còn khi mà anh em khác mà có mua mai mình á, mà anh em mà muốn giao lưu á thì anh em mình kêu bứng liền, mình không dám bứng đâu, tại còn ship này nọ di chuyển xa nữa. Những cây mai này mà di chuyển xa là banh luôn á, em thấy đất nó mềm không, còn cái này gần nhà nên đem về lại sửa luôn, trồng luôn hả. Nhưng mùa mưa là trồng không mất sức nên thoải mái vô tư về cái bứng. Cây này có thể mình có thể là vũ rễ ra lên mình trồng luôn cũng được nữa. Lá nó già hết nè anh em. Nè lá này đang ra là cái nhánh này mình mới cắt, mình không sao, còn nguyên cây là già hết rồi. Đem về trồng mình cắt những đợt lá non đó ok nha anh em. Nói chung là cây này đẹp đó. Thì sửa rễ luôn anh. Cây nào cũng đẹp hết anh em ơi. Nè. Anh em thấy không, có mấy cây rễ nè, xích trơn luôn nè. Nó bài ra. Cây này mà sửa xuống một cái này mới thấy. Nói về cơ bản thì cái cây này thì dài con rễ của anh em đó, anh em thích dài con rễ đó, nó lực đó. Đó, như cây này nè. Còn mình thích nhiều rễ hơn. Nói chung là mỗi người mỗi sở thích mà. Cây nào ít thì mình dễ làm, nhiều thì nó hơi khó xíu anh em ơi. Làm hơi lâu chứ không khó. Thường người ta làm 3 công đoạn, mình làm 4 5. Nó sẽ nhiều hơn, người ta làm 3 công đoạn thì 5 6 con rễ. Mình làm 4 5 công đoạn thì ra chục con rễ. Rễ sáng mạnh mạnh nha anh em, đừng có tiếc tay với nó, bứng từ từ ra chừng bé bầu, mùa mưa có bứng lắm. Ở đây thì đắt đá nè, cái bứng này cho cái cây mai kế bên đó, linh mô nè. Cây mai này thì chơi cọc cờ tàn thông, một cốt tàn thông giờ 3 mét này, gắn trồng lên 5 mét tàn thông đấy đẹp nữa rồi luôn. Anh em sẽ thấy cái tương lai của nó ra sao đó. Mình hiện tại cũng còn vài cây nữa, nhưng mấy cây kia thì cái tàn không bằng cái này. Nhưng giao lưu phải kiếm cây đẹp đẹp giao lưu chứ, mấy cây kia mình nuôi tàn lại từ từ mới được. Ba anh em yên tâm về uy tín của vườn mình. Kênh mình cũng hiện tại vẫn còn nhỏ, phát triển chưa đủ mạnh á, nên bây giờ anh em xem like và ủng hộ kênh mình nha anh em. Nhớ đăng ký kênh mình luôn anh em. Mình sẽ ra mỗi ngày mỗi clip hay cho anh em xem. Mấy cây như thế này anh em, mình vẫn còn nhỏ nhỏ thôi, với mùa mưa nè. Anh em thấy rễ mai không? Cái mạng nè. Cái mạng thì từ cây này qua anh em. Cây này mua cao hơn.
tại thường á mình đứng xa camera nên cái tiếng mình thường nó thu nhỏ anh em, nên anh em có gì thông cảm cho mình chứ không có gì hết. Từ đây sau mình sẽ kỹ về cái vấn đề âm lượng, xíu nữa làm cái clip sau mình sẽ kỹ dần vấn đề âm lượng á, nó chỉ sẽ lớn hơn. Tại cái này thì bứng cây mà đâu phải đứng gọn hơn chỗ như sửa được, nên mình phải đi vòng vòng này không, cắt sâu xuống cái sâu rồi dót cái bầu cho nó tròn và tiếp tục tiến hành vốn ăn kem anh em. Cái này thì bứng sợ bởi mô cái bầu của cây kế bên đó nên mình bứng hay kẹt cái, nếu không có mình bứng nãy giờ xong rồi đó. Mấy hôm nay thì mình cũng giao lưu với anh em một số rồi. Nên hiện tại đang mình mua mình cũng có nghe lại giao lưu nha anh em. Tại bứng mình không có dám bứng bầu được. Cây này thì nếu anh em mà gần nhà anh em nó muốn trồng liền á thì có thể là mình sẽ bứng liền. Có thể là sửa cho anh em luôn. Tại mấy cái này thì nói chung mấy cái này anh em thấy lá nó không xanh tốt á, nó nằm dưới đất. Nên hôm trước giờ là mình cũng có ý định là dàn nắng lên, nên mình đã không có tưới thuốc xịt thuốc gì hết trơn, nó bỏ đại. Đó, anh em thấy cây kế bên vậy nè, cây nào không có tàn bọng nè, thấy gớm không, bệnh quá nhiều. Đó, nên về cơ bản là mấy cây này là chuẩn bị về hết nha anh em. Nên mấy cây dưới đất mình em thấy còi còi là nó đó không đó, là dưới đất không đó, trồng đại mình có sửa. Nói chung là trước đây mình nói theo cái bí quyết của mình đó anh em, là mình cũng có sửa theo kiểu mà của mình, chứ không có sửa theo cái kiểu mà để bàn kia. Tại những cái này là cây đầu tiên và kỷ niệm nó nhiều nên mình nói đúng ra là mình không có nên giao lưu quá. Tại vì cái dạo này cũng thích chơi, cũng đam mê như mình nên thôi giao lưu với anh em một số chứ không có gì hết. Tại mai mình cũng nhiều, càng ngày thì càng chặt. Ví dụ như những cây này anh em đem lên tầm một năm nữa cái tại nó dê ra thì bị khủng luôn á. Và cái đó chỗ đâu mình trồng, giờ đất mình không có bao nhiêu, nhưng mà số lượng mai thì mỗi ngày mỗi lớn, phải mỗi ngày mỗi nhỏ nữa, cái tàn càng ngày càng to. Như cây này thì tầm một năm nữa sẽ tàn ra tầm 1 mét thôi đó, ra tầm 2 năm nữa nó ra tầm 2,5 mét 3 mét đó, không có chỗ trồng nổi. Tại một cây thì 1 cây 2 cây 10 cây thì mình có thể nổi, nhưng 1.000 cây thì không có đường nào mình làm sảy hết. Như một mình của mình làm nghiên vườn à đó. Nên thời gian nó căng lắm anh em ơi. Nói chung là mình thì làm chuyên về sửa rễ á, nói chung là kinh nghiệm của mình thôi chứ mình không có nói là mình hay tài giỏi gì hết. Đó kinh nghiệm của mình đã chắc chiêu được từ lúc mà mình sửa mới chơi cho tới bây giờ đó. Tại cái này trước đây mình chơi đến nơi nó bám xuống không à, chứ bây giờ chuẩn bị sửa rồi. Tại mình có cái bầu cũng theo cái kiểu là vừa thôi chứ không có chặn mà quấn bắn cái bầu phải lớn, quấn cái bầu phải lớn đế nằm dưới không à. Rồi mình quấn bằng keo xong cái mình tiến hành đào nhẹ lên dễ nằm dưới, chứ không phải là nằm ở trên đây không, nên nó bị ngập nước anh em, nên mình đâu dám tưới kích rễ đâu. Về gan cái đã tính tới kích rễ sao, về lên nó sau cái cây này mình vấn á, lên là nhớ tưới đồng, khi mà mình trồng á nhớ tưới đồng trồng ra rễ nghe nè, nếu không tưới đồng trồng ra rễ mệt mỏi đó, dễ bị tiếng trùng lắm, nó thúi rễ gây chết rễ, chết cây luôn á. Tại đồng trồng ra rễ nó là kích rễ, nó ngon cái á, nó có ưu điểm cái nữa là nó có người tiết trùng nữa, nó hơn những sản phẩm khác ở chỗ đó. À, nó cũng là hữu cơ nên nó an toàn, chỉ cần là đưa vô mà thuốc mà trồng mai này mà trồng mà bứng rễ xưa rễ thì mình nó bứng này nọ đó, mình có đại chuyện người tiết trùng là mình khoái à. Thường là mình có tưới sức sống mới với thằng năm trồng ra rễ đó anh em, tại hai đó thằng nào cũng người tiết trùng hết nên mình chọn một trong hai cũng được. Hoặc là nếu anh em thích á tưới pha luôn kết hợp cả hai, nếu dùng anh em nhiều đó anh em thấy không, hồi sáng là tùm lum thấy gớm, giờ mình bo nhẹ đẹp trai đi chưa, nhưng mà anh em lâu quá không hết tóc gì đó thì anh em mất nhẹ cái là quá đẹp. Cái này thì xíu nữa là chở về nhà luôn, và nếu mà rảnh là chiều nay mình sẽ vô để sửa cái này luôn. Tại mấy chơi thường là kinh nghiệm ít anh em, nên mình sẽ nói chung là gần nhà mình mới làm anh em, chứ này mới xa quá thì mình sẽ hướng dẫn trong video
nấu video thì mình có hướng dẫn nhiều lắm rồi. Còn mà về vấn đề mà sửa trong nhà như anh em ở xa tỉnh mình quá, hiện tại một là thứ nhất là đang dịch, thứ hai là có nói chung là xa anh em ơi, chứ mình cũng thời gian cũng không có nữa, mình chăn mai này nọ và mình giao những cái đơn hàng cho những anh em khác nữa. Những anh em mà đang sửa mai như mình nè, cũng muốn làm kiểu mai như mình đó, mình đang hướng dẫn đó, rồi những cái thuốc đó anh em muốn xài nhanh này nọ đó mình cũng giao cho anh em, nên là thời gian cũng hơi bị hẹp đó nè. Khi mà anh em mà nếu mà anh em muốn ngon á, nếu mà anh em muốn ngon về vấn đề này á, thì anh em nên lặt lá, anh em nên lặt lá hết nha anh em, không có gì hết. Còn mà khi mà anh em mà còn mà khi anh em mà nếu mà trồng liền á, mình nói chung là lặt anh em mà bứng bầu như thế nè, lặt lá sẽ an toàn anh em, đừng có để cho mất xích cây nha anh em, anh em nhớ điều đó được nè. Như ví dụ như cái cây nhánh này nè, trước giờ nó bị hư nè, anh em có thể lấy hoặc cho lớn theo nhánh này, hoặc để cho cái này lớn, tại cái này nó nhỏ quá rồi. Nói chung là cây này nó có thiếu tàn đâu, anh em nhìn thấy xương xương như đó, như cái cây hồi cái cây bên kia đi, cây hôm qua đó mình sửa gãy đó, mình vô dây cái đi anh em sẽ thấy cái cảnh như nó khủng luôn á. Cây này mấy cây này là dư tàn hết nè, nó nhiều tàn quá nè, thiếu là chỗ nào đâu nó là thiếu. Cây này tết cho bông được nè anh em, nhưng mình không để cho bông, bứng về sửa cái, sửa thêm cái nữa là cây này đỉnh. Nó tàn, anh em thấy tàn không, một cốt bị lớn như không, một cốt mà dốc lên nè anh em nè, thẳng băng luôn nha anh em, chứ không phải là cong chỗ nào cho nha. Có cái gốc này chắc có mình đẻ thôi, cho nó quái thì thú xíu thôi, nhưng quái thú á thì cái kiểu đó là anh em nào mà không thích, nó lạ độc lạ, chứ nơm chính giữa và đế nơm mà thân chính giữa thẳng lên á, mình nói chung có nhiều đó, mình sẽ sửa theo kiểu là khác của mình á, tại mình chủ yếu là mình nói chung là về mà kinh doanh mà nhiều cây á, về thị trường anh em, khi mà mình sửa có một loại mình sửa hoài á, thì sau này người ta sẽ, nếu người ta có những người mà kén chọn á, ta sẽ không mua, vô đây thấy anh loại người ta hỏi tôi thích cái nằm cho người tôi thích bẻ thằng lắc nó, thì còn mình sao vô luôn sao giờ, rồi nói chị em có đậu đến nằm chị coi thử sao coi được nó. Nên khi mà mình cái dựng mình nhiều á, mình phải làm một số này một số kia để cho này anh, những người mà khó tính này nọ đó, những anh em mà chơi mai mà hay kỹ xíu á, rồi nó thì thích đế thú nôm, lấy cái đế thú nôm ra cho anh ta coi đó, thích vô luôn đó. Còn mà là anh em có thêm một cách người ta sao sau này ta sẽ giới thiệu cho anh em nữa, anh em mình á. Còn mà khi mà vô cái hỏi mình có đợt đế nôm không à, cái anh em bên ta sau này các ta gặp vườn mình ta cũng ngán vô nữa, người ta sẽ nói với những vườn khác mà cũng không im đâu, tại vườn mình có đế nôm không thì sao thầy sao ta dám giới thiệu. Còn những anh em khác thì lỡ thích đế khác thì nữa là sao. Thôi tiếp theo là mình gãy đi, quấn cái bầu đi, quấn bằng keo vàng cho nó ok anh em, keo trắng cũng được mà thôi, keo trắng thì mình thấy nó cái màu nó trắng quá, nó xuyên thấu gì trong nắng nó không yên nó, mình ngồi lên là thấy mình mấy giờ nữa rồi đó. Nhốt cái bầu cho nó hơi tròn tròn cũng được đó, môi này cũng được, tại hồi nữa mình quấn lên cái mỏ lên bao, bỏ lên bao cái mình bỏ cái đây lên cái bao anh em, mình quấn thêm cái nữa cho nó cứng á, tại hồi di chuyển bằng xe máy, cái này sẽ cao 3 mét thì hồi chắc mình để cho để đằng trước và chở, chứ không có để sau lưng lật lên sau lưng cao á, đừng lộn lên là trúng dây điện chân à, khi bể bầu luôn. Kéo mình đã mới mua, nói chung là mới mua ghiền, cứ ra giường cắt hoài vậy đó, bây giờ mình bỏ tàn luôn mà, tính đợi tết mà thôi, tết chi mình đang tức thích ghế đó, thay vì mình đã cho ra được lá non nè, anh em thấy không, cái tàn ra kiểu tàu la không nè, này dưới đây ở đây nó bự, dưới đây nó nhỏ, nên bây giờ mình tiến hành mình bo lại, bo tàn lại, đừng cho nó nè, cái nhánh này á nó bự rồi, đừng cho nó, mình phải bo lại, còn những cái nhánh này nó nhỏ nè, nên để đọt là sau này những cái này nó bắn đọt ra và nó sẽ vượt theo những cái nhánh trên đây, nên em lưu ý cái vấn đề đó. Còn cây mai này thì khi anh em thích chơi mà cục điện á, cây mai này hiện tại nó là cái củ đế nè, cái lớn á, củ đế này hoành tầm hơn 20 ngàn em, chứ không phải nhỏ đâu, trồng hơn mấy 2 năm rưỡi chứ nhiêu, mà sửa đế nữa chứ không phải là trồng đại nha anh em,
động tí rễ nó cũng 2-3 lần rồi đó, chứ không phải là không động. Nên nó lớn thì kiểu đó, anh em còn nói gì nữa giờ. Thấy cái mấy cây mai của mình không, mình sửa những cây mai bên kia đó, bây giờ nó bự hơn chân cái, nó mới bằng, nói chung là phần nửa này ha, hoặc là 2/3 cái này thôi, 2 năm rưỡi là mình, cái kia mình sửa nó nhiều lần, cái này mình sửa ít lần hơn thì nó lớn nhanh như thế này nè, quấn rễ này anh em, em xem nào, bây giờ nó đã liền đây luôn nè. Chứ đây mấy cây cục quấn nè, cục quấn cái rễ, cái có cái rễ quấn á, thường anh em một tháng sẽ biết là khi mà quấn cái cọng rễ sẽ có cọng rễ dài ra, và mình nuôi thời gian cái nó có nằm vàng để nơm ra, cắt bỏ cái quấn đó, sau này sẽ liền như thế này, nó liền lại. Những cây mà năm nay này, trước cây mình mua là số lượng tầm khoảng gần 1000 cây á, toàn là quấn rễ không đó. Nhưng bây giờ mình sửa, anh em thấy không, có một số cây nó mắc rễ, đã mắc cái cục quấn này, tại do mình cắt cái chân rễ quấn nó một thời gian sau nó sẽ lành, chứ không phải là do là không phải là mai quấn rễ này nọ đâu, quấn rễ không đó. Có cái lứa sau này nè, mình mới chơi lại là mai không quấn rễ nha anh em. Cái hàng cây này á, mình không có tứ kích rễ này nọ nhá, mình chỉ khải một đạm cá viên thôi. Mình thấy nè, quấn cái bọc cho thiệt là chặt nha nè, càng cứng càng tốt, chứ đừng có sợ tốt ăn cây mà mùa này mùa mưa đó, anh em quấn càng chặt càng tốt, mùa mưa mà đi giao lưu như anh em mà, để cho anh em để cho anh em mà nó bị bể bầu á, cây mai cái anh em là nói chung là bể bầu, anh em nhót ruột liền, cái nào đi hỏi những người khác này, cái những người khác nó thời ơi bể bầu cái mày làm này làm nọ, như em là đừng lấy bể bầu cái người này người kia chỉ mày làm cách này làm cách nọ làm theo xong thời gian dục luôn. Rồi có cái kiểu mà em thấy mấy những anh em chùm tay nhau sao đấy, nghe cái kiểu là thấy không ổn cái chỗ này nè anh em, cây mai khi cây mai nó bị si á thì mình tiến hành kích rễ bằng N3M hoặc khung mít, người ta không chỉ đâu. Khi mà người ta thấy cây mai của mình si á, người ta anh em biết chỉ cách nào không, mày lấy bằng những cái thằng phân hóa học á, mày xịt vô nó hoặc tưới vô nó, cái đó là anh em theo nghĩ rằng cứu hay là giết, cái đó là giết luôn chứ cứu gì nữa. Cái thằng hữu cơ người ta xài này còn chưa chắc dám xài nữa, mình những cái cách này món phân hóa học thì thấy banh đó, không hiểu sao mà anh em lại hướng dẫn theo cách đó được. Khi mà cái cây ví dụ như cây trên cây ớt anh em đây, cây ớt một cây ớt, cây cải, cây bắp, mà khi mà cái bộ đế nó bị si, nó bị vàng lá, nó si á, anh em lấy phân em gãy ra làm sao mới lên, nó bị hư nha anh em, nó bị thúi á, mình phải tứ này nọ lại, kích cho ra bùn dưỡng đấy, tứ kích gãy, tứ thuốc này nọ đó, thường là thuốc kích gãy không đó anh em, nên chứ mình có tứ phân hóa học nha anh em, phân hóa học nói chung là nó xài cho cái loại rau màu thì nói chung là rất là ngon. Và những cây mai, nói chung là cây mai khi mà anh em trồng đại đất không có đụng đậy gì tới rễ á, nói chung là trồng nó lớn nhanh như thổi luôn, và chơi tết là rất là ngon. Còn khi mà mai mình sửa rễ nên xài xuyên thiên về thằng hữu cơ anh em, chứ đừng có thiên về hóa học, hóa học nguy hiểm lắm, hóa học nguy hiểm đối với mai sửa rễ của anh em mình thôi, còn rất là tốt đối với cây mai không sửa rễ anh em. Khi mai không sửa rễ thì hóa học nó sẽ tốt hơn, tại nó lớn nhanh hơn, giúp cây phát triển rất là nhanh, rất là mau bán. Em thì cũng không nói xấu về loại nào hết, nhưng mà em chỉ thấy là thích hợp trên trên cây sưa rễ và cây không sưa rễ. Cây không sưa rễ thì thích hợp với hóa học, thì mình thấy là vậy là quá đúng rồi đó. Tại những anh em ở làng mai này nọ thường ta xài quăng hóa học nhanh để nhanh bán này nọ, còn ở mình thì xài hữu cơ, tại mình là để cho nó lớn từ từ. Nhưng cây mai của mình á, nó càng nhỏ nhưng bộ đế nó càng to thì đâu có thua giá trị đâu. Bây giờ anh em nói chung là khi sửa rễ anh đừng có nghĩ tới cây mai nó to hay là nó nhỏ, chứ là bộ đế này sao nó đỉnh. Nói chung là cây mai của anh em đỉnh thì giá trị nó cao thôi. Vì có nhiều anh em thì đang cũng ý định đang làm theo mình á, nói chung anh em cứ comment đi, mình sẽ làm cái clip riêng cho anh em về sửa rễ. Kinh nghiệm mình đã chiếc lọc ra được bao nhiêu thì mình hướng dẫn anh em, nói chung là hướng dẫn hết nha anh em, chứ không có chừa giấu gì hết đó. Nên anh em cứ yên tâm cái này á, tại trước đây á khi mình chưa làm YouTube á, nói chung là không có động lực đi ra làm sửa những vàng mai này nọ đâu anh em. Từ khi mình làm YouTube á, có anh em comment này nọ đó với anh em xem này nọ, cũng mình cũng thấy làm niềm vui, nên hiện tại là nói chung là ngày nào cũng cầm kéo và cầm
dây cầm cây này họ ra cắm mai ra bục mai ra sửa mai, nói chung là làm suốt từ sáng tới tối, có khi phi phi cái mình giật mình chỉ cái nhớ tới cây mai cái ra quà sửa nữa, bo tàn nọ lặt lá nọ, nói chung là đang ghiền lắm. Làm sao nhỉ, làm sao cho vườn mai mình trong vài tháng gần đây thôi mình làm nó trong vài tháng mình sau nó đẹp là mình vui. Anh em cho anh em coi clip mình cũng thích. Quấn như thế này là xong rồi nè, nửa cùng này luôn đó. Bây giờ là tiến hành đào. Nói chung là cái này thì nãy thì mình vẫn nói chung là quá mau, tại nói chuyện với anh em thì nó hơi lâu. Tăng đường nước, chiều đào lại đường nước này. Về cơ bản thì cái cây này thì nó cũng đây tới chiều cũng trồng rồi nên bãi bầu cũng không sao anh em, nhưng mà mình càng để bầu nhiều thì cây đỡ mắc sức, bầu rắc càng to thì cây mắc sức càng ít, mắc ít mắc nó mắc sức hay không á, về mình cũng sửa cũng banh bầu ra hết à, tại mục đích á mình để cái bầu cho nó từ đây tới sửa nó sẽ tốt luôn đó anh em thấy không, rễ này nó cắm dữ nè, đào bực bực ở dưới á. Khi mà mình xong này chắc mình về lên mình bứng lại thêm cái nữa, mình quấn lại cái nữa nghe anh em. Cái này chắc hồi khi mà di chuyển chở kỹ mới được, chậm chạy chậm chậm thôi. Trời ơi nó đang ơi anh em coi nè, bye bye. Đây kéo cái gờ đầu này lên cho anh em xem cái bộ đế này nè, khi nó nằm dưới nước lâu nè anh em đó, thúi dây màng trơn luôn đó, rồi còn cái gì nữa đâu, khi anh em để lâu quá nó chết luôn á. Không anh, nói chung là nó không chết nữa tại nó còn rễ nằm ở trên nè em thấy không, khi mình gãy làm cái viên nè, những cái rễ ở trên này nó thúi nè, nó thúi hết nha anh em, nó sẽ bắt lại những cái rễ trên đây đang ăn những viên đậm cái viên của mình đó, nó sống nên nó phát triển, nói chung là hiện tại đang phát triển luôn đó. Ý mà nó thúi hết là dàn rễ cắm xuống thúi hết luôn rồi đó, rễ nơm xuống á, nhưng nó bắt lại cái dàn rễ đó về mình tiến hành sửa lại, tứ làm trời ra rễ ra cái này ok, cái này sẽ đẹp về tương lai luôn. Cái bầu này thấy cũng hình quải rồi anh em, ngày mai là chắc hồi nữa giao lưu với một người nào đó thì trở về chắc dài sớm chắc ta ghiền lắm, ghiền anh em. Thôi cái clip mình nói chung là tới đây mình quấn băng keo nữa thì anh em cũng biết rồi, nên clip mình làm tới đây thôi, hẹn anh em ở cái clip sửa rễ đâu sửa tàn tiếp theo, mình sẽ sửa làm cái clip sửa tàn của cây mai đế đẹp hôm qua, nó cây kia là môi đế, cây này chưa môi anh em, nên hẹn anh em ở clip sau. Chúc anh em nhiều sức khỏe và may mắn.